Dàn sao Việt dậy sóng trước tin Blackpink đến Việt Nam. Trước ngày 26 tháng 6, tài khoản mạng xã hội chính thức của Blackpink thông báo địa điểm tiếp theo của tour lưu diễn vòng quanh thế giới Blackpink chính là Hà Nội, Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình vào hai ngày 29 và ngày 30 tháng 7 năm 2023. Hòa cùng không khí náo nhiệt chào đón hát hường đến Hà Nội, loạt sao Việt cũng không giấu được sự mong chờ, hồ hởi thảo luận về việc săn vé xem concert. Á hậu Bùi Phương A, người đẹp từng sang Thái Lan đu tour diễn của Blackpink hồi tháng 5, bày tỏ trên trang cá nhân: "Các chị đợi em, Mỹ Đình ngay gần, em đi bộ ra được." Chồng của Phương A, diễn viên Bình An nói: "Sét đánh ngang tai, vợ em hú hét như chưa bao giờ hú vậy, đòi đi cả hai ngày luôn. Xem làm gì một concert đến tận 4 lần vậy, trời ơi." Trong khi đó, nữ diễn viên Minh Dương Lan Ngọc hài hước chia sẻ về áp lực săn vé đêm nhạc của bộ tứ nổi tiếng hàng đầu thế giới. "Khúc này áp lực ngang, chuyện là tôi có hai đứa cháu mê Blackpink, nó nói gì là người nổi tiếng chắc sẽ săn được vé cho con đi coi. Nó có ngờ đâu gì cũng đang lùng sục như bao người." MC Thanh Thanh Huyền cũng bộc bạch nỗi lo tìm kiếm vé xem thần tượng, lỡ như không săn được vé Blackpink thì sao? Ngày 7 tháng 7 sẽ là một ngày bận rộn của ca sĩ Minh khi cô cùng lúc phải săn vé Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore và vé Blackpink ở Hà Nội của Blackpink. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Ai kiếm được hai vé VIP giúp tôi đi chơi, tôi không dành mấy vụ này." Shimmer Misty tuyệt vọng hỏi fan chỗ nào mở bán vé Blackpink. Bên cạnh đó, nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng vài tháng tới, nhóm nhạc Sắt Đao cũng sẽ có những buổi biểu diễn chiêu đãi khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh.